với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Công nhận quay chương trình Thám Tử Hôn Nhân ở ngoài, ở nhà của nhân vật cũng vui, tưởng quay ở ở trong phim trường không vui, cuối cùng vui không tưởng luôn. Ê, gọi cho ông Khoa đi. Dạ hả? Gọi cho ông Khoa đi. Chia sẻ anh em ha. Thật ra là hình giống như Tường chia sẻ là Khoa, mặt đăng Khoa mới là MC, còn Tường chỉ là thám tử thôi. Hello. Chào em. Đi ra ngoài đó có bún đậu bán không? Vậy hả? Rồi chừng nào mới vô? Đã. Chừng nào mới vô? Em chắc phải qua tháng 12, tại bây giờ bố vẫn còn nằm trên bệnh viện. Em phải cách ly 7 ngày thì mới lên thăm bố, chỗ bố được. Anh với chị Tường gọi đầu tiên là chúc sức khỏe bố em mau khỏe mạnh ha. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Trời ơi, em mà sao ở quê mà láng con đẹp trai quá vậy? Dạ. Ở quê mà sao? Gặp anh chị thì nó phải đăng hoa. À. Có thể xa được không? Trời ơi. Chỉ cần bớt tóc nhẹ nhẹ cái là đẹp trai à. Thôi thôi bớt đi ông, bớt đi ông. Ê Khoa, hôm nay là chị tạm thời chiếm chỗ của em nha, mà chương trình hay lắm. Vui, dễ thương. Sân khấu hoành tráng lắm. Này cho em liên vòng hết sân khấu nha, đẹp ghê không? Đó. Ôi dồi ôi, sao mấy bữa em quay là ở nhà nhìn nước khác mà sao lên đây hoành tráng. Ừ, hoành tráng lắm, em MCV mà. Em vô lẹ chứ không em mất chỗ luôn á. Chị Tường, chị lập kế hoạch chiếm chỗ em rồi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, bởi vì là thật sự là và cũng có công việc và nói chung là mỗi lần về quê thì thật sự là trong lòng thoải mái lắm, nhưng mà đợt này đi có nhiều thứ rồi nó cũng không được sức khỏe, bố em cũng không được như ngày xưa nữa, nhưng mà thì em cảm ơn anh chị đã thế chỗ của em. Không có mình chị à, chứ không có ảnh, có mình chị à. Cảm ơn chị chứ không có cảm ơn anh nha. Có mình chị thế chỗ em à. Thì anh ở đấy thì em cảm ơn luôn. Đó là lịch sự thôi, làm bộ thôi, hiểu không? Sao hôm nay em để dâu giống anh thế? Bởi vì là em biết là có anh nữa, mà anh thì để dâu trước giờ rồi, cho nên em phải để dâu để cho ra bằng anh. Thôi giờ vậy, nói chung là yên tâm, giao cho chị sẽ hỗ trợ em tính lúc nào em vô. Giờ trước mắt là mình cứ lo cho sức khỏe của ba là quan trọng nhất. Rồi khi em vô, chị sẽ trả lại em cái vị trí MC, chị xuống dưới, chị ngồi, chị làm thám tử, được chưa? Dạ, cảm ơn chị nhiều. Ok cưng. Em thay mặt bố mẹ em cảm ơn anh chị. Có gì thì xong em hỏi em vào. Vô nhớ có quà nha. Dạ vâng ạ, chị ngồi chung với anh cưng thì có gì đỡ anh xíu nha chị nhá. Em nói đỡ anh xíu, có cảm giác như là anh yếu lắm, ngồi cũng không nổi nữa hả? Ngồi là ngã luôn phải không? Nếu bắt là chị Tường đỡ rồi em vào nữa thì hai chị em sẽ cố gắng đỡ anh. Nói chung là cũng già cả rồi, em thông cảm nha, già cả hơi chậm chút xíu. Đó, phải đu theo chị em mình. Ok, vậy giữ gìn sức khỏe nha cưng, hẹn gặp lại sớm nhất nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị ở trong đấy có sức khỏe nha. Tự nhiên chị nói chuyện với em, chị thèm bún đậu quá. Ok, bye cưng. Dạ vâng ạ, anh chị. Bye bye em.